Hoan Hỷ chào đón quý vị khán giả và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 Tân Sửu đã qua và năm mới 2022 Nhâm Dần đã đến. Trong tháng 3 âm lịch này thì chắc chắn ai cũng mong muốn mình gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt là khi bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, mọi người đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để có thể tìm kiếm được những điều tốt đẹp để xây dựng mọi thứ viên mãn nhất. Tháng 3 năm 2022 thì những gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có vận may lội ngược dòng, được quý nhân tương trợ và thần tài chiếu cố nồng hậu. Cụ thể, bước vào tháng 3 âm lịch, con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc và mọi kế hoạch đều có thể tiến triển, thuận lợi, suôn sẻ. Ngoài ra thì tuổi Đinh Sửu còn tìm được cơ hội tốt để có thể thay đổi cuộc sống của mình trong tháng 3 âm lịch này. Trước khi bước vào nội dung cụ thể, quý vị đừng quên ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và chọn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 mệnh giản hạ thủy có đặc trưng là rất nỗ lực làm việc, cũng chẳng hề nề hà gian khó mà luôn hướng tới mục tiêu đã chỉ định. Họ đặc biệt không thích ồn ào, không thích gây chuyện thị phi. Gặp người yếu đuối họ sẵn sàng giúp đỡ hết mình chứ tuyệt nhiên không có ý định hiếp đáp. Người này có tinh thần nghĩa hiệp, hiếm có, luôn đứng về phía lẽ phải. Họ không run sợ trước cường quyền, không khoanh tay bó gối đứng nhìn kẻ xấu, chẳng nhắm mắt làm ngơ khi thấy người nguy nan. Người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có tố chất lãnh đạo, cũng có chủ kiến riêng. Họ không dễ gì khâm phục người khác, nhưng nếu gặp người khiến họ tâm phục, khẩu phục thì sẽ chẳng ngại ngần mà tán thưởng. Xem tử vi Giáp Thìn năm 2022, các bạn Đinh Sửu đa phần đều đã rời khỏi ghế nhà trường, bắt đầu cuộc sống tự lập. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa va vấp nhiều nên rất dễ bị lừa gạt, lợi dụng. Do đó hãy thật tỉnh táo, đừng dễ tin người mà gây hại cho bản thân. Đối với các cặp đôi, hai bạn có thể sẽ phải yêu xa nên hãy chuẩn bị trước tâm lý. Dù khoảng cách địa lý giữa cả hai có là bao xa, chỉ cần hai bạn luôn hướng về nhau, trao cho nhau sự tin tưởng và chân thành thì sóng gió nào cũng không thể khiến hai bạn buông tay. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp giáp dương mộc nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ Đinh Sửu trong tháng này cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi năm 2022, cuộc sống của tuổi Đinh Sửu có khá nhiều biến động. Gia chủ làm quen với môi trường công việc mới, khó tránh vận khí trồi sụt thất thường, cần phải học cách đối mặt với chuyện không như mong muốn, qua đó bạn sẽ trưởng thành hơn. Quan hệ xã giao không lý tưởng, gia chủ cần phải mở lòng hơn trong giao tiếp với mọi người, đồng thời không nên chấp nhận người khác vì những sự cố không mong muốn xảy ra. Nếu vẫn còn đang đi học, bản mệnh nên tập trung vào nhiệm vụ chính, tránh tình trạng bỏ bê, lơ là học tập, nếu không dễ phải thi lại, học lại hoặc bị kiểm điểm khiển trách. Với những bạn đã bắt đầu đi làm thì đây là thời điểm bạn cọ sát với môi trường mới. Hãy có thái độ khiêm tốn lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh, đồng thời có cách đối nhân xử thế phù hợp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Đinh Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi tuổi Sửu cho thấy gia chủ không gặp phải vấn đề gì lớn trong chuyện tiền bạc trong tháng này, bởi bạn vẫn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của người lớn trong nhà. Tuy nhiên bạn cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, không nên phung phí cho những thứ đắt đỏ không cần thiết.
bạn có thể phải bắt đầu kiếm tiền nhờ những công việc thực tập hoặc làm thêm. Mức lương ban đầu không cao, nhưng bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm đáng quý. Với những bạn đã đi làm thì tháng này có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Cùng với đó, đặc biệt, đó là vòng tam hợp quý nhân, tị dậu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, bản mệnh không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe. Tuy nhiên, cần phải chú ý chế độ ăn uống và sinh hoạt sao cho điều độ. Như vậy mới có đủ tinh thần và sức lực để bắt tay vào công việc hoặc học hành. Người trẻ tuổi cần phải tránh đến những khu vực nguy hiểm, sông nước, nơi u ám vắng người để tránh những sự cố không đáng có. Các quý gia chủ tuổi Đinh Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người độc thân thường khá rụt rè, thiếu tự tin nên không có nhiều cơ hội để kết đôi. Tuy nhiên bởi vì bạn vẫn còn trẻ tuổi nên đây không phải là vấn đề gì quá lớn. Một số bạn vẫn đang hài lòng với tình trạng hiện tại nên cũng không chủ động mở lòng với người khác. Trong gia đình, mâu thuẫn giữa cha mẹ với con cái hoặc giữa anh chị em trong nhà khiến bạn phải phiền lòng giải quyết. Cần phải học hỏi cách lắng nghe ý kiến của người khác, không nên quá bướng bỉnh, bắt người khác phải chiều lòng, kẻo khó được an ổn về tinh thần. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Đinh Sửu trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 3 năm 2022, tức ngày 12 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 3 năm 2022, tức ngày 24 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Sửu trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 3 năm 2022, tức ngày 5 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 3 năm 2022, tức ngày 17 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi sinh năm 1997 trong tháng 3 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ?
Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của chương trình.